Clip đổ lái ngược xuôi tranh giải bát hương vàng mở rộng khiến nhiều người phải thót tim. Mới đây, đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại màn tham gia giao thông đầy kịch tính của thanh niên đi Dream Chiến đã thu hút hàng triệu lượt xem với những pha luồn lách khít khỉm khịt, lụa là không một chỗ nào che, đang gây sốt cộng đồng mạng. Với phương châm thà đi nhanh để đâm vào thằng khác còn hơn là hóng mát để thằng khác lo đâm vào mình, đang khiến cho thanh niên này... Đua không? Dạ? Đua xe với cô không? Cô là ai? Cô không biết, cô đi ra đi!